Chúc mừng năm mới và chào mừng anh em đã đến với shop DucMomTV.com. Nhân dịp năm mới, shop giảm giá toàn bộ vòng quay và tăng tỷ lệ lỗ hút cực cao. Lạp 50k nhận thêm một lượt quay. Bên cạnh đó em còn nhận được rất là nhiều lì xì. Hãy mau nhanh chân vào shop DucMomTV.com thôi nào. Và chào mừng tất cả đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là DucMom đẹp trai mã số 02 đến từ Dubai đây. Thì chúng ta lại gặp nhau rồi em ơi. Mình biết là dạo gần đây các bạn rất là bận kiểu thi cử ấy, cho nên là không xem được clip của mình. Thì hôm nay tôi sẽ trở lại với bộ môn nóc xưởng nhá. Headshot này. Tiếp theo này, ui ảo nha anh em ơi. Hôm nay kéo tâm là hơi bị đẳng cấp đấy nhá. Lại headshot tiếp. Vậy thì anh em chần chừ gì nữa mà không bấm like cho mình đi anh em ơi. Liên tục headshot luôn. Lại headshot. Lọm cái đầu này. Ui ảo đấy. Và đây cũng chính là lần đầu tiên mà tôi chơi kiểu lóc xưởng như này. Thì ngày xưa chắc là chưa bao giờ tôi làm cái clip lóc xưởng cho anh em xem đâu. Thì hôm nay là lần đầu tiên anh em ạ. Mà lần đầu tiên bắn là hơi bị cháy anh em ơi. Và tôi tự tin một câu rằng là trận này tôi sẽ càn quét hết cái lóc xưởng này nhá. Yên tâm đi, không thằng nào sống sót được qua cái tay của tôi đâu. Ok. Do là cái trình độ kéo tâm của tôi nó đẳng cấp quá cho nên tôi sẽ sử dụng súng nhá. Chứ bây giờ không chơi tay không đâu, chúng nó đều có súng hết rồi. Mà kể ra cũng may là tôi mang theo cái huy hiệu thợ săn, không thì chả có súng mà chơi. Rồi thằng kia nó vẫn me tôi bên trên. Nào, mày thò cái đầu ra. Rồi. Và hình như vẫn còn một thằng nữa, nó đây đây đây, nó đứng có chọi bom. À, thằng này láo thật. Đâu đâu, mày ở đâu? Mày ở đâu? Mày chọi bom này. Này thì đứng chọi bom như kiểu một vị thần anh em ạ. Rồi cuối cùng là chết như một thằng đần. Ok, còn một thằng nữa hình như nó đang ở trong cái bông keo hay sao ấy. Mày cũng khôn đấy, mày đợi hết sạch địch rồi mày mới xuất hình lộ diện. Ok, thế là lóc xưởng clear rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới, tôi sẽ quét sạch luôn, cho nó hết cái map này luôn nhá. 12 kill rồi, khá là nhiều, số kill rất là lớn. Tính tôi là không để cho thằng nào sống sót, kể cả nó ở dưới đất, cho nên tôi sẽ clear luôn. Ai à, định mệnh thằng này. Trong lúc người ta đấm nóc xưởng thì mày ở dưới mày lút đồ. Mày tới công đoạn luôn. Ok. Thì trong lúc tất cả thanh niên đang cực khổ đấm nhau trên nóc xưởng để giành cái đai vô địch thì thằng này nó đi xuống dưới nó lụng đồ anh em ạ. Thế là lại phải đến tay tôi hóa vàng nó luôn. Để xem thằng nào có súng gì khác không. Không thì tôi bắn MP5X cũng được, tăng tốc độ bắn rất là ngon luôn ấy. Phải nói là khẩu này bắn rất là ok, kể cả không có skill bắn vẫn mượt anh em ạ. Ui 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 ui, tạch của anh em ơi. Tôi dạo này lâu không lên lóc xưởng em bị tạch. Ui, thằng cuối cùng đây rồi. Bây giờ thích thì solo kỹ năng cá nhân. Ok. Cả thằng này nữa nó cũng kiểu trong lúc người ta lên lóc xưởng thì nó không lên, nó ở dưới lút đồ. Mày chuẩn bị tao hóa vàng tiếp cho mày này. Top 1 này, thấy chưa? Ok, đơn giản luôn, clear cả map. Tôi vừa top 1 xong, không phải nói phét đâu, tí tôi đăng clip cho anh em xem. Mà tôi thấy clip vẫn còn ngắn với cả hơi ngứa tay ấy, cho nên là tôi tiếp tục nhá. Mày tiếp đất này. Một thằng, ok, có K98. Anh em xem tôi thể hiện này. Nào ra đây, ra đây. À, thằng này biết mình. Cái thằng áo xanh này biết mình cho nên là nó không có đấm mình anh em ơi. Nhưng mà biết đâu tí nó lửa giọng trừ khử luôn. Thằng này mới nhảy xuống này chắc là yếu máu. Ui, đông thế. Thằng này ngồi quấn máu này, tao ở đây mà mày còn đứng quấn máu hả mày? Cái thằng này đấm cái gì? Mày ra đây, headshot này. Ui, ảo Uchiha Sasuke luôn anh em ạ. Thì tôi cố gắng nhá, cầm khẩu K98 lia luôn. Ui rồi ôi, ảo vậy. Ui rồi ôi, cái gì đấy? Cụ tổ kéo tâm rồi anh em ạ. Mày chạy này, tôi cầm K thì thằng nào mà chạy được? Thằng nào chạy thoát khỏi tay tôi? Vẫn còn rất đông, vẫn còn rất đông, vẫn còn rất đông. Ok, tôi cầm cái combo này thì phải gọi là cụ tổ luôn. Đâu rồi, đâu hết rồi. Đây đây, có thằng chạy này. Nó cũng cầm K98 luôn nhưng mà để xem thằng bắn nhanh hơn. Thằng bắn nhanh hơn. Chạy này, ui lươn thế. Còn thằng này nữa này, không có súng, không có gì hết mà đòi đấm nhau à. Ra đây, ui, KS của tao này. Trời ơi, được có một cái kill ngon lành cành đào vậy mà loại đi KS. Trời ơi, cay thế nhở. Rồi, xem còn thằng nào không ta. Hình như là, à đây đây đây, một thằng nữa ở đây. Keo tím à. Đứng lại. Mày đứng lại. Đấy đấy, anh em thấy dạo này kỹ năng của tôi lên kinh không? Bắn khẩu lao chất lượng khẩu đấy. Này solo tầm gần luôn này. Solo luôn này. Yếu máu đòi ra gió hả mày? Tình hình là trên khu vực lóc xưởng này tôi clear rồi anh em ơi. Có nghĩa là quét sạch luôn, không còn một cái mạng nào luôn. Và anh em cũng đừng bận tâm về cái bộ đồ mình đang mặc nhá. Bộ đồ mình đang mặc là mũ cối với cả dép tông nào anh em ạ. Ok. Thì chắc là khả năng bây giờ xuống dưới quét lốt đi cho xong nhá. Dọn rác anh em ơi. Dưới con thằng nào không ta? Không còn à? Trên không còn luôn. Khả năng giờ lút lốt chỗ đồ trên này rồi đi xuống nhá. Ok, hay là bắn đôi ca nhở? Ừ, hợp lý ấy. Đôi ca này. Không biết là có thằng nào dưới này không ta? À đây đây đây. Thằng này rất là khôn nhá. Nó đặt quả mìn, nó chờ mình nhảy xuống nhưng mà rất tiếc. Mày nghĩ gì khi một cái thằng thông minh như tao, đẹp trai như tao phải đi vào cái mìn của mày à? Thằng ất ơ này nó nhảy xuống nó chết rồi anh em ạ.
Trời ơi, tiếc thế. Thôi không sao, lụng nốt đồ xong à, cố gắng lấy top 1 tiếp nhá. Không biết là cầm đôi ca này có xử được hai thằng cuối cùng không. Cố lấy thêm một cái top 1 nữa nhá. Bởi vì clip nó vẫn hơi ngắn anh em. Ui, cái gì vậy? Ông trùm ghéo tâm siêu cấp Pro VIP Đức Mõm. Trời ơi, anh em thấy gì không? Bắn K98 bắn vào đầu. Thằng cuối cùng ngồi đâu? Để lụng nốt cái top 1 nữa nào, cho tròn hai top 1 nào. Đâu rồi ta? À đây rồi, đây rồi. Ui, ui, what the fuck gì đây? Ui, hack mẹ rồi. Đức Mõm hack rồi, trời ơi. Ra đạn 2 viên K vào đầu. Do là clip nó vẫn hơi ngắn cho nên là mình sẽ làm thành tổng hợp những pha lóc xưởng nhá, cho nó hay. Chứ bây giờ làm một clip nó hơi ngắn, bọn này làm sao mà trụ nổi tay tôi. Cứ 1 phút là tôi clear hẳn một cái lóc xưởng rồi thì làm sao mà đỡ được, đúng không? Giờ tôi nhảy ở khu vực này cho dễ này. Solo, solo. Ok, có M15 rồi. Mày vào đây, vào đây, vào hết đây. Bơi hết vào đây. Thế giới này là của bố mày, ok chưa? Đồ em gái áo trắng. Em gái áo trắng này. Thằng áo vàng, ra đây, ra hết đây. Ui giời ơi, hụt rồi, không sao, không sao, bình tĩnh. Thằng này vừa nhảy xuống này, liên hoàn headshot luôn. Lại tiếp tục giống như cái trận 1 rồi anh em ơi. Mà anh em đừng thắc mắc là tại sao tôi bắn full đầu như vậy nhá. Bởi vì là tôi có sư phụ ở trên núi. Ông sư phụ này rất là đỉnh nhá. Trên núi mạng lát, với cả là ông ấy dùng cái bộ VC cổ đại có 20.000 thôi. Mà ông ấy kéo tâm hơi đỉnh luôn. Ông đã truyền dạy cho mình kỹ năng, cho nên là giờ mình bro được như vậy. Chứ anh em đừng bảo tại sao mà tôi bắn được như vậy nhá. Thấy không? Đẳng cấp luôn. Từ từ, mấy thằng này nó đang núp ở dưới cái chân cột này. Ok, xuống xử luôn nhá. Xử luôn. Thằng này, còn thằng này nữa. Trận này mà không top 1 nhá, tôi đi đầu đất cho anh em xem luôn. Trận cuối nhá, trận cuối này thề luôn. Trận cuối, đảm bảo cơ lia lóc xưởng luôn. Nhảy hẳn ở trên trụ này luôn này. Nào xuống đây. Xuống hết đây. Quắc cho, một mạng. Ok, có súng rồi. Này, headshot này. Vẫn là Đức Mõm. Anh ta vẫn đang rất là cháy. Anh ta liên tục headshot. Quắc cho. Ui, tuột xuống rồi. À, con nhỏ này. Ai chưa gạ tính mắt là con nhỏ này. Trời đất ơi. Liên tục có những mạng hạ gục anh em ơi. 6 mạng rồi. Cố gắng lụ 10 mạng luôn. Rồi, thằng này hở cái đầu này. Nhỏ này ra đây. Liên tục luôn. Ghê chưa anh em? À đù, thằng trên nó chơi trọi bom kìa. Chứ bẩn đấy. 9 mạng rồi, cố gắng lên. Cố gắng 10 mạng cho anh em xem nhá. Đâu rồi, đâu hết rồi. Bình tĩnh. Hình như nó bên dưới. Tôi mang theo cái con K cho nên là hồi phục HP lắm. Đấy, cho nên là không sợ thiếu máu anh em ạ. Thủ đây cũng được. Để tôi xử hết mấy thằng cầm súng trước nhá. Chứ nguy hiểm quá, vừa có thằng đối diện mặt tôi giọng. Đây này, ở đây có thằng. À quên mất hết đạn rồi. Trời ơi, hết đạn. Thằng kia tha tao. Tha tao, mày láo này. Nào, bắn nó đi. Dậy mà bắn. Ui giời ơi, đây tôi phang này nhá. Phang phát đầu. Ui giời ơi, quả em nhảy delay kìa. Thằng này mày bắn cái gì mà bắn. Tóm lại một điều từ giờ đến sau này nhá. Đức Mõm trùm nóc xưởng, Đức Mõm mãi đỉnh, ok chưa? Anh em chat đi. Đức Mõm trùm nóc xưởng, Đức Mõm mãi đỉnh. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.